xe đi xe xe mừng quá bà ơi, xe xe mừng quá, xe cho đi xe xe vừa nghe mở cửa vô thôi là xe xe mừng, mừng muốn chết luôn ha xe xe ha, mừng muốn chết chứ nhỏ mà nói được nên nói mừng muốn chết luôn á sư phụ. Sư phụ đi, sư phụ ấy đi ăn, sư phụ hủng cho con đi. Giờ nghe sư phụ mở cửa mừng muốn chết đó, tao biết là mình đi ăn vậy có thịt để ăn rồi biết không? Mình chưa để ra ngoài công viên cho nên nó nghĩ ra được cái điều đó đó. Không biết là nãy giờ tôi với bà đi ăn buffet đó chứ bộ bà. Mình muốn chết luôn, vừa mở cửa cho kêu xe xe đi con. Trời ơi, nãy giờ sư phụ đi ăn không cho con đi nghe. Không cảm ơn sư phụ nghe, tại vì họ không cho con vô nghe con. Chứ mấy bà đi có đem đồ ăn cho con á nghe không. Ông mừng muốn chết à. Họ tôi vừa mở cửa kêu xe xe ra đi công viên chơi con. Mừng quá trời mừng, nhảy hứ 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 luôn. Bây giờ mình vô, người có trống hay là ngoài này thì bộ vô? Người có trống gần trong cái chỗ tập thể dục luôn cô. Đó. Cho xe xe đi chơi bữa nay, dẫn mấy bà già đi. Câu này qua bên năm chết suýt. Chỗ con bà Biên làm bác sĩ đó. Ở chỗ đó có cái tàu đi chơi vui lắm. Cái cầu này nhớ, mỗi lần tôi ra cầu này cứ tôi nhớ cầu Trần Tiền. Dạ. Chỗ này là nhốt xe xe đồ ở trong này nè. À, chỗ này chỗ cho chó chơi nè. Dạ. Còn thôi, chơi không chơi đâu. Ở trong đó đó thầy. Dạ. Đó cái chuồng gì á. Rồi. Muốn đậu ở đây hay là đi chơi trống? Tôi đậu chút xíu nữa đó cụ. Mình đậu lên xe đầu đi nha, đó. Thôi con muốn đậu nên nó kép mà. Đó đó nè đó. Dạ. Rồi, xe xe mừng quá bà ơi. Bà quan hỷ bà cho xe xe đi là xe xe mừng lắm đó bà ơi. Rồi, xe xe tự xuống xe nghe. Xe xe tự xuống xe cho sư phụ coi cái nè. Nè, em ơn đó. Xe xe tự xuống xe cho sư phụ coi coi. Đi, xe xe xuống coi, dám xuống không? Dám xuống không? Xuống, xe xe nhảy xuống coi. Không dám nhảy xuống hả? Xuống dưới này nè. Nè, con tập xuống dưới thấp nè. Con xuống dưới thấp đưa, xuống thấp thôi. Xuống dưới thấp đi con. Xuống dưới thấp, nhảy xuống dưới thấp đi. Không dám nhảy xuống. Nhảy xuống dưới thấp rồi mới nhảy xuống bực lửa con nè. Nhảy xuống đây nè, đó, nhảy xuống. Ôi trời trời trời. Rồi bắt đầu mới nhảy xuống. Nhảy xuống. Nhảy xuống đâu, nhảy xuống. Nhảy xuống, nhảy xuống. Đó, thấy không? Tập đi nghe không? Rồi. Mời mấy bà đi dạo công viên. Bữa nay chiều mấy bà già ngày thứ bảy mấy bà chở cho đi ăn rồi mấy bà đi công viên đó xe xe phải đó đem sạch cho xe xe ăn là ok đó mấy vị thấy chưa nó ngoài này là ngồi mát mấy bà ơi. Nó hồi nãy là ngồi mát. Bà đừng có lo con xe xe. Bà đi nó đi theo bà nó khôn lắm. Nó bao giờ nó thấy không. Nó bao giờ mà nó đi xa mình đâu. Bà đừng có lo. Đây nè, hồi mấy bà thể dục cái này nè. Thấy không. Nó đi theo mà. Đi ra coi tàu. Sao xe xe đâu có bỏ sư phụ đâu phải không, sư phụ đi đâu là xe xe đi đó mà. Vui quá xe xe nha, xe xe vui quá rồi ha. Đó, quý vị thấy không? Lâu lắm rồi mới trở ra lại cái cầu này chơi. Bữa nay ấm áp mà gió theo quá xa nhờ. Xe
Thanh xe đâu rồi? Thanh xe đâu rồi? Thanh xe giỏi quá. Đi không cần sợi dây luôn. Xe giỏi quá. Ngon ha. Cái đó là cầu xe lửa. Đó là xe lửa đi ngang. Cái cầu nó hạ xuống cho xe lửa đi ngang đó quý vị. Đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Xe giỏi quá. Rồi, ngồi đây chơi, xe xe ơi. Ngồi đây hứng gió. Gió này gió đông xuân nha. Gió cũng hơi lạnh lạnh đó nghe. Xe xe ơi. Lạnh xe xe ơi. Xe xe à. Em nghe có hai bà già đó. Đó. Chó tôi đã có thể giỡn, nó giỡn thấy không? Giỡn phái quá trời mà. Xe phái quá mà. Phái quá xe ơi. Xe mừng rồi, giống như con khỉ gặp cây rừng rồi. Ủa quên rồi, tôi quên đem nước cái bé bà uống rồi. Khác không? Sao? Sao con chạy lên xuống phụ á? Trời ơi. Ơi phụ ba, lại đây nè. Đó, lại bà cho ăn nè con. Đó, để đi trên, ờ, xin xe. Xin xe, lại bà cho ăn kìa. Nè, nè, lại cho ăn nè. Xin xe. Lại bà cụ cho ăn kìa. Phải rồi, đó, phải rồi. Khoái thịt gà đó con. Lâu lâu cho ăn mặn bữa đó con ạ. Bà đại đại đất đang à. Đổ đại đánh ăn à, khỏi khỏi. Người ta đang thèm mà bà cứ bà nhá nhá hoài cho bà cụ. Đó, ta đang thèm mà. Ta đang thèm mà bà cứ bà nhá. Không, đổ đại đất à, đổ đại đất à. Đây đây Nguyên người đang nè. Nó đang thèm mà chứ bật cái chén nhá hoài à. Xe chứ nhỏ hả? Có kệ đó đang xe chứ giơ tay bà. Có cái đầu bóng tay nè. Có mà chạy để nó ăn. Để chân đang. Xe nó đúng thủa không ăn kìa. Trời nó đi kiếm tìm chỗ nó thay nó giấu. Gì hả? Nó tưởng nó nhớ, hồi nó nhớ tôi tưởng nó ở nhà nó đi dành. Có nó có tật nó dòm trước dòm sau nó đi dành trước cái đã mà biết không? Có kể cho nên hết không quá thôi cụ ơi đừng nên về nhà nữa. Đó là kiếm chỗ nó đi chỗ. Đó thấy chưa, bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Đó là thời nghiệp, bởi vì nó mới làm lời cho. Kiếm chỗ nắng đúng rồi. Đi đâu, đi thôi chờ nó ăn xong rồi đi. Đi vô coi ta có câu kìa. Đó bà thấy chưa? Đi, đi chỗ nào phức gió đó. Rồi ăn rồi thấy chưa? Đừng có giấu con ăn không có đây không có nhà mình đâu đó thấy chưa? Giờ tha đó đó đó. Nó ăn đi chứ không nó ra cỏ hả? Nó mình quên nó đem nó giấu. Giấu nó đi dành đó, phải không? Là bộ nó cho mình quên đó.
Được chưa? Thôi thôi cô, nó khỏi đừng về. Ăn men quá thôi. Được chưa? Còn bỏ qua đá chưa là bỏ tha xa xa ra kìa chỗ giấu. Sẽ ăn nha, hãy đi trước nha. Đẹp không đó? Thể dục đi mấy bà, chạy lên thích đâu kìa. Nó tích nó thấy mà, nó tích nó không biết giấu đâu mà thấy không? Tao hết nó tiếc. Nó tiếc đâu biết giấu ở đâu đó. Thôi đừng đem về nhà nữa. Nó tha tùm lum mệt lắm cụ ơi. Về tôi phải tắm nữa chứ tôi đâu có cho giờ nó ta không với nó. Đó. Hả? Khi mà cái tàu quả nó đi ngang thì cái còi nó hạ xuống nè. Cậu, khi mà xe lửa đi ngang là cái cầu nó hạ xuống á. Xe lửa nó hạ xuống, cầu xe lửa. Ừ. Cái này cầu bự chạy. Đi kiếm chỗ nào cho phước cái bà ngồi cho đỡ lạnh. Thầy biết cái chỗ đó đó. Chỗ cái đó bây giờ nó phá ra hết đó. Hồi đó là chỗ đó cái rác. Gì hả? Cái nhà nó cháy rác đó, nó đốt rác đó. Bây giờ nó để làm xi măng. Dạ, thường thường cái chỗ này nó chạy. Đi cậu, đi cậu, đi, đi. Gió hơi lạnh, quên tôi phải. Đi hồi nó hết, nó nóng hè, đi lại đi. Không có, nó chạy theo hè. Ở đây tôi là bộ, tôi đi trốn nha. Sao nghe. Em sợ tôi đi. Sợ em bỏ cũng mắc nợ gì đâu á. Đi theo mấy bà đi, họ theo sư phụ chi. Hả? Chắc ngán rồi à. Kiếm chỗ giấu mà giấu không có chỗ thôi. Không rồi thôi, ngán rồi đi bà. Ngán rồi. Dạ bỏ đi cô. Bỏ cho con chó nào đi ngang nạn. Sao mà đi xem xác sư phụ chứ vậy. Đi cho lạc cho ta nuôi đi con. Bởi đâu sợ lạc ở đâu, đi xem xác vậy đó. Đó, dạ. Sao vậy? Sao theo sư phụ xác vậy con? Lên không nổi. Kiếm chỗ lên. Đi kiếm đường lên. Thằng nghe không? Cao quá lên không nổi. Con nó chạy hết vòng để kiếm đường lên hả? Nó kêu nó lên. Rồi, thế lên nổi luôn. Thế lên nổi rồi. Muốn chạy về sư phụ hả? Nghe mấy bà con đấy nè, ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô. Ngồi vô nè, bà con đấy tôi đưa cho bà cụ thiện. Ngồi vô. Bà ngồi vô đi. Kiếp sau cao lên chút nữa. Thấy không?
Đó, hai bà già ăn uống với nhau thì tốt không đó. Trời ơi, đã đó. Bởi vì tuổi già phải sống chung nhau vậy cho nó vui, thấy không? Cụ Dung ngồi đây nè. Cụ Dung ngồi đây nè. Dung hay là Nhung? Nhung. Nhung ngắm á, Nhung ngắm á ha. Ngồi vô. Cái đít lạnh lạnh ở đây nó có nước không đi? Đâu có. À, không có nước không. Con tưởng đít lạnh lạnh không có nước. Sao con? Sao? Nhỏ vui quá hả? Ở đây nè. Ở đây bà đưa con nè. Đây, ở đây bà cụ kìa. Ủa là gì? Ê con muốn cái gì? Con muốn cái gì? Ông được không? Té ngã đi ngang, té ngã tôi đi ngang. Không phải lâu. Lạnh, nó lạnh quá. Không phải tại nó hay rung chứ nó dài hả? Nó dài chứ nó già. Nhiều tuổi rồi. 10 tuổi hơn rồi. Là gần bằng tuổi của mấy cụ rồi đó. Tại vì một năm của nó 7 năm của người. Bảy năm là 70 tuổi, nó hơn 70. Hơn 70 tuổi. Lạnh. Không phải, nó vậy đó, tại nó vậy nó rung rung vậy đó. Không, ở đây lạnh nè. Chứ mà nó có mặc áo, con chó nó có cái chất đề kháng hơn con người. Bây giờ nó mới ở ngoài đại, ở ngoài trời được, cô thấy không? Cô Thiện ngồi đây nè. Ôi thầy ơi, con ngồi. Còn cái này cái gì đây? Cái này cái gì bà ngồi trên, bà ngồi dưới đây, tôi bồng, tôi bỏ lên đây nè. Tôi bồng, tôi bỏ lên. Thôi đi lại đây là phơi nắng nè, đây. Đây phơi nắng xong rồi đi về. Cái gì vậy con? Sợ tôi bỏ bỏ hả? Tội nghiệp quá mà. Sư phụ đâu có bắt nợ đâu mà nuôi hoài ta. Hả? Sư phụ đâu có bắt nợ đâu mà phải nuôi con hoài vậy. Ồ, oh, cái tàu lớn kìa, cái tàu lớn cái chạy kìa. Chạy chậm rề. Dạ. Thank you.
Cái rùa nó cắn người ta không à. Nó ghét với Mỹ Đen lắm. Không biết cái nghiệp cái gì mà nó mưa Mỹ Đen tôi không biết nữa. Vậy con, đừng có cái rùa cắn mấy Mỹ Đen anh đập con chết nha. Cái hắn nó tại sao với cái nghiệp nó sao nó thấy mấy Mỹ Đen nó ghét dữ lắm. Thấy Mỹ Đen nó đi dưới chết sống luôn à. Đó, hai bà ngồi đó đi, hai chị em tóc bạc với nhau đó. Đó, ngồi đó, hai người ngồi cái đó, ngồi. Ngồi nhổ tóc nhau coi. Nắng hạ buồn. Mấy trôi lang thang cái hạ buồn gì đó. Khói khỏi đốt lòng để ngậm ngùi gì đó. Hai chị em tóc bạc với nhau. Hai chị em tóc bạc với nhau. Cái đó bà làm với con mà thử khởi đi. Ráng đi, nó 85 tuổi rồi và cao nhất là cho khoảng chừng như 25 tuổi nữa đi. Con bà sống 25 tuổi nữa thôi chứ sống chi nhiều. 25 tuổi nữa. Tám mấy thì sống hai mấy năm nữa thôi sống chi nhiều. Chứ bà muốn sống nhiêu nữa? Mấy năm nữa thôi. Ủa bà đồ thiệt hay đồ giả? Bà đồ thiệt hay đồ giả? Để té cái này. Bà cụ này lên đây nè, cụ ở giờ tôi về móng tôi đăng ký tôi tắt khe cho mấy bà được á. Trời ơi, tôi tắt khe cho mấy bà tôi khỏi trồng rau đó. Không biết rồi, để bà cụ lên đi. Trời ơi, điều này mới mốt tôi tắt khe cho mấy bà già đi. Hai bà tháng mỗi bà 1.200. Cụ leo lên nó xuống hả? Trời ơi, dễ ốm rồi. Ôi chết cha. Bà đồ thiệt hay đồ giả? Cụ Nhung. Cụ Nhung. Mấy bà mà đồ giả cái tốt không có kịp. À, biết rồi, giờ biết này, biết lại, biết này. Biết lại. 84 đó, bà là 84 đó. Ngày này 85. Đó. Ngày bà làm khoảng 250 cái thôi là bà sống thêm 25 năm nữa. Hôm nay cuối tuần dẫn mấy bà đi quậy, hai mấy bà đủ đi ăn. Bây giờ bỗng xê xê đi đó. Nó là mấy bà tạm xem mấy bà đu cái kìa, đu cái kè giạc đó, đu lên đu xuống ngày hết phần chừng mấy chục cái là mấy bà sống tôi bảo đảm 25 năm nữa trở lên. Ý tôi nói mấy bà ráng tập mấy bà đu được cái đó là bà sống khoảng bà 25 năm nữa. Lên đồng luôn đi. Bà nào cũng bảo đảm đồ thiệt thì cứ tự do, mà đồ giả thì cứ làm. Tôi cười đi sắp kêu nó tôi chết luôn. Ôi mệt quá thầy ơi, nó mệt quá thầy. Thầy đi vòng vòng. Hả? Thầy đi vòng vòng đi.
chỗ nhà tắm á. Cười đi. Cười, cười đi chắc chết. Nó vô nhà tắm mà thầy. Ừ. Đó à kìa, đứng ngoài kìa. Đứng ngoài đó chứ đó kìa. Thôi, cười thôi rồi về đi. Hồi đó ông gì mà ông cười ông chết luôn nè, phải rồi ông Trình Giáo Kim. À, ông cười ông chết luôn á. Bảo là sông dài nhất đó. À tuyển Phạm Lê Quê, Tiết Tân Sang, Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý, Trình Giáo Kim, thầy của Tiết Nhân Quý với Vui Đường. Mà ai cũng chết hết, còn mình ông sống hoài à, tại Trình Giáo Kim á. Ông cà rỡ mà từ cái thời tiền kiếp á là ông cũng tên Trình Giáo Kim. Mà cha hiện tại là ông rồ tha luôn Trình Giáo Kim với thời tiền kiếp mà. Bốn anh em mà Đơn Hùng Tính, La Thành, Tân Thức Bảo, Trình Giáo Kim đó. Dạ, rồi mới... Không nè, không phải không thầy cái này nữa thôi. Ông có cái nghiệp sát sanh mà ông cũng hay giúp người cho nên nó đầu thai lên nó sống hoài không chết, mà sống hoài không chết mà điếc không có nghe. Rồi sao tới chừng mà nghe được rồi ông nghe chuyện nhiều cũng cười hết á. Giờ ông cười giờ ông sống dai mà bữa đó ông cười quá chứ tôi nãy vậy đó cái đứt luôn, đứt bóng luôn, cười quá dặn ông được chết luôn chứ ông không có gì buồn. Ai cũng chết hết trơn còn mình ông sống hoài, ông sống tới đời cháu cố ông luôn á. Ông Trình Giống Kim á. Ông sống mà lúc mà Phạm Lê Quê bị đem ra tử hình 385 mạng người đó, chứ ông có tiếc khu phần đó. Tại tôi hồi xưa tôi phải đọc truyện, mỗi giờ đọc thì cho nên giờ sử sách rồi tôi nhớ vậy đó, cũng là giờ đó hồi xưa tìm hiểu cái cổ kim. Rồi giờ về chưa thôi lạnh đi về bà ơi, về rồi mấy bà đi chơi nữa đi, tôi về tôi lo tôi soạn bài hồi tôi giảng. Trời đất ơi, để tôi chiều đây tôi giảng tôi cười không nữa, thấy mọi nội tôi. Đi là thứ bảy. Con tính là đi ra mua bánh cho chim ăn nè. Mai đi. Con lấy 10 đồng ra rồi. Mai mình đi, mai lại làm lễ giảng rồi xong rồi đi đi cơm nước xong đi cho chim ăn. Về không? Thôi sư phụ về nha. Sư sẽ ở lại nha. Ở lại nha, sư phụ về nha. Nghe sư phụ về nha con. Rồi sao đi, sư phụ đi về con đi theo chi? Thôi sư phụ đi về con ở lại đi. Ở lại đi. Ở lại đi theo chi? Thấy không? Giờ la rồi thấy chưa? Thôi ở lại đi chơi cho đã đi. Tôi leo ra thử làm sao nha. Tôi leo ra nó nói gì nha. Thế ở lại đi nha. Ở lại đi cho thấy nha. Nó kiếm tôi không? Dạ, chứ ở lại đi về chứ. Lên đi. Bỏ tài thiệt chứ. Không chịu ai bắt hết á. Mắc nở rồi. Mắc nở nhiều đời nhiều kiếp hồi đời nào đó. Mà trả chừng nào mới hết đây. Hả? Đó, rồi bây giờ leo xe đi về. Con hen. Mắc cười. Cái bà làm tôi cười bữa nay quá trời quá. Thế em thầy bỏ tụi con như con nít. Lắng quá lắng lại. Ôi cho nó khỏe bà sống vậy đi. Vậy cho nó quên hết những cái phiền muộn lao á. Bà sống cái tôi chọc với bà cười đấy bà. Phải tôi biết lái xe tôi tắt khe cho hai bà tôi khỏi đi làm gì hết. Thầy ơi.
Thì chứ nhớ bà cụ sinh thôi. Đầu tiên còn gốm gốm với riết là trời ơi thôi. Đúng rồi, cho bà cụ sinh tận cùng bằng số. Rồi, đầu tiên thì tôi còn ngưỡng ngưỡng cái việc bà cụ sinh lúc đó 104 tuổi rồi đó bà cụ. Bà Nhung. Cụ đó thầy giao cho con toàn phía cúc dưới, thầy cúc trên. Mà có làm đâu dưới trên. Mà rồi cái nó cũng làm thầy tất bất sẵn bà. Thôi nhờ vậy mình mới có phước, kệ đi. Đời mà cái nhân có quả hết rồi. Nhân có quả hết trơn à, không có gì không nhân không quả hết rồi.